Khi mình đã lên được thiền bát nhã thì làm sao làm? Thì chỉ hy vọng tất cả những đứa con ở thiên, ở hải ngoại cũng như quốc nội sau này giúp với Thượng Đế, Cha Trời, Mẹ Đất, Phật Mẫu một tay để đưa hết những người không đủ phước xung quanh mình để cho họ hiểu thiên tâm là gì, để mà được đi về trời. Mục đích của cha mẹ là lùa hết tất cả những sinh vật từ con nhỏ tới con lớn trên cái quả địa cầu này, không phải riêng qua địa cầu này mà ở ngoài những hành tinh khác cũng đều là con của Thượng Đế hết. Ngài cũng không bỏ ai, nhưng mà những đứa khôn á, những đứa mà có chánh kiến, tự đốt đuốc đi bi chí dũng, đó là tiên chỉ của đạo thiên tâm và gia đình hạnh phúc thế gian, thì là phải có bổn phận, phải lo cho những người xung quanh mình. Mình vừa có công đức và mình vừa nhắc nhở mình nữa. Nên tất cả những đứa con họ thiên hôm nay, ai đã hiểu họ thiên thì tự động, mình không có ban bệ, mình cũng không có advertise, cũng không có marketing, cũng không có gì hết. Thì có bổn phận phải tự làm những cái trang Facebook, TikTok hay là whatever trên mạng, thì cũng không rành mấy cái vụ này, để mà mình nói về những cái hay của thiên tâm. Để mà lỡ như ai mà ví dụ mình làm một cái poster, một cái hình, thì lúc đó người ta hiểu được, thì đứa con họ thiên đó có công đức với cha, làm việc cho Thượng Đế, tuy là mình không có lãnh lương, nhưng mà ở trên biết hết, ở trên mình được lãnh lương ở trên. Cái này thì đã giải thích nhiều rồi. Về trời như xài tiền giống như credit card, thẻ, thẻ ở trên trời là cái công đức để mà mình xây nhà, mình có cuộc sống cao hơn những chư thiên khác. Còn tiền của thế gian nó chỉ xài thế gian thôi. Tiền công đức đó, là mình tạo nhiều công đức dưới này bao nhiêu thì mình sống lâu năm tuổi thọ ở tầng trời cao hơn bao nhiêu. Mỗi một tầng trời đó, con người của mình cao hơn cả trăm thước, và cái năm sống của một cái tầng trời cao hơn đó, cũng cả nghìn năm. Một ngày ở trên trời là bằng mấy trăm năm dưới thế gian này. Tùy theo tầng nha, mình cũng khó đoán lắm. Còn cái tầng cao nhất mà của Kiệt, cái chỗ cha ở á, là bữa giờ Kiệt nói rồi, đi 3 ngày là dưới này tới mấy trăm nghìn năm. 100 năm của thế gian so với tầng mà của cha của Kiệt ở Đại La Thiên là 100 năm là nửa cơn gió thoảng. Cái gì nói nó không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà khi một cái đạo mới ra đời, nó cũng như một cái hạt giống vừa mới xuống đất, thì biết bao nhiêu thử thách, con này con kia nó tới, nó bươi nó xới lên rồi, đâu phải dễ mà sống nổi với những cái môi trường xung quanh. Những cái đạo khác họ sẽ tìm đủ mọi cách để triệt hạ. Rồi ma quỷ thì nó có cái sức hút của ma quỷ nha quý vị. Rồi con cháu của nó cũng tìm cách triệt hạ con cháu của ông trời nữa. Mà trong khi con cháu ông trời mới tạo ra có nhỏ xíu à, thì làm sao chống chọi nổi với con cháu của thiên ma. Nó ngự ở nước Việt gần 7-80 năm nay, tạo ra biết bao nhiêu Phật tử tu cà rù cà rật. Nên mình phải vững tâm, rồi từ từ á, mình có những cái đời sống an lạc hơn, vui hơn, thì họ từ từ họ sẽ ngộ. Chỉ có cách đó là độ được họ. Chứ mình càng đến gần họ mình nói chuyện á, họ càng chạy á. Tại vì từ nhỏ họ không có được huấn luyện về Thượng Đế, họ không bao giờ tin Phật Di Lặc sẽ xuất hiện kỳ này để cứu thế gian. Họ biết là tận thế đó, nhưng mà họ không có hiểu tận thế là như thế nào. Bây giờ không tin đó quý vị, cứ lên trên tất cả các mạng coi hết tất cả những mấy ông thầy quốc danh mà giảng pháp trận, có ông nào mà nói về Phật Di Lặc sẽ xuất hiện thời kỳ này không?
Có ông thầy nào dám nói là Chúa Giêsu tái lâm kỳ này không? Có ông thầy nào dám nói mình đang sống ở vào kỳ tận thế sắp sửa chết, cái quả địa cầu này 10 chết 7 còn 3 rồi không? Ông đâu có nói vậy đâu. Ngày nào mấy ông lên cũng ru ngủ không à, nói dần lân không à. Con phải bố thí ăn lành ở hiền để tạo công đức, cứ thế mà nói hoài à. Kiệt nói pháp, mấy ông giảng pháp, tại Kiệt chưa có tu ngày nào mà có đời đâu được đi tu. Nhưng cái đề tài mà mấy ông nói rất là dễ ợt. Nếu mà mình mà cố tình mà nói mà khéo như ổng mà kéo dài á là bảo đảm 2 tiếng như chơi chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà ra cái câu chuyện mà để mình học hỏi á, thật sự ở đây Kiệt nói thẳng luôn, rẹt 3 chữ thôi, không cần phải 2 tiếng. Cho nên nhiều người người ta không có hiểu, người ta nói anh không có giảng pháp như mấy thầy, tôi mà giảng pháp như mấy thầy thời này chết tới nơi hả, lẹ lên lên thì bắt nhã. Còn mấy ổng nói các con phải chậm chậm nha, gắn mặt áo phao, ông nói ngồi là người ta chết ngẫm hết trơn rồi. Mà nó different style, cái style quý vị có hiểu không? Nó cũng giống như tiệm cơm khác tiệm phở đúng không? Cái kiểu mình nó vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nó không phải là chấp, tại người tu dở họ chấp. Cái quan trọng là cái mục đích của mình là gì? Bao lúc mà nhà cháy, bao nhiêu người ra khỏi nhà khi lính cứu hỏa tới. Còn cái thằng lính cứu hỏa nó cũng cầm như kiểu ông thầy á, nổi mà nó dặn cái vòi nước lên mà nó cà rùa thôi. Ở trong người ta cháy khác hết trơn rồi. Cái quan trọng là mình cứu được bao nhiêu người khi lúc tàu nó chìm. Giờ đó cả 80 triệu người đang lặn hợp dưới cái cõi, cái bể khổ cõi này. Song song á, ngay cái vùng đó toàn là cá sấu với rắn rứt với nó đang trực sẵn, hoặc cá mập đồ nó lội lên á. Có một mình Kiệt à, mà trong khi cái triệu ông mặc áo vàng. Rồi làm sao Kiệt cứu hết? Thì Kiệt gán phải nói để cách này cách kia để mà vớt con của cha mẹ lên thiền bát nhã để đi về cho kịp. Còn trong khi á, một mấy chục triệu người lặn hụp, cá mập á, thì nó cứ lội tới, đưa nó kỹ lội tới vậy nè, cá sấu cũng tới. Mấy ông cứ tối ngày mấy ông nói á, con phải cúng dường lẹ lẹ lên đi để con mới được lên thuyền, con phải buông bỏ này nọ, con phải thả cá xuống từ thiện. Đại khái là một đống chiêu trò mà nói tới nói lui rồi kéo người ta lên không thèm kéo. Thì từ từ đây là Kiệt nói quý vị ai Phật tử thì cứ gác nghiệm. Tại vì có 5 loại Kiệt buồn nhất là xuống đây là thất bại, kéo không có đủ số về trên thiền bát nhã. Tại thiền bát nhã có thể cứu 8 tỷ người mà không bị cầm, cái dấu thiên tâm là thiền bát nhã. Bây giờ kéo chỉ được cái 10 mấy 20 triệu người thôi, rất là ít. Xóa Kiệt là ít trong vòng mấy năm nay. Mà kỳ này mà không về hết á, thì Kiệt này phải tái sanh nữa, phải tái sanh lại nữa mới gì nói, để kéo tiếp tục. Chứ ai đâu mà có khả năng, có bản lĩnh. Trời ơi, cõi ta bà này mà nhảy xuống đây á, chua lắm, không phải dễ mà sống sót. Mới hồi nãy trên núi ngồi nói chuyện với mấy vị Bồ Tát về cái đứa là tử vợ của này, đâu rồi, Thu Ba tới đây chưa ta? Nói sao nó có sứ mệnh sao mà bị nhức đầu, nhức đầu mới biết Phật, mới biết Thiên Tấn Kiệt, mới hiểu để mà giúp, để mà làm cho cái đạo nó rực lên. Bây giờ sư hộ với là người là với đức thầy là chèo lái, sư hộ là chèo mũi. Nhưng mà cũng cần có mấy đệ tử để mà thảy dây để kéo phụ đúng không? Có đông người thì kiểu y như là một cái chiếc thuyền đi vượt biên. Cái mình mới than, mình nói sao xuống đây hộ pháp gì mà bệnh cà rê. Nhưng mà tu đi, tự nhiên hết bệnh. Nghĩa là nó đi song song với một cái điều kiện là phải tu thì mới hết đau. Khi hết đau rồi lúc đó mình là một con người mới. Cũng như cái chuyện là xưa nè,
bị migraine, bị nhức đầu, bị đủ hết. Rồi không tin cha, không tin mẹ, không tin mình là thiên tử luôn. Câu rồi nó bệnh te tu, kém chết nữa. Kể rồi đó. Thì cái đứa đệ tử này cũng vậy. Cái mấy vị mới nói là tất cả những cõi niết bàn của Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, tất cả các ngài đều phải xuống trái đất này rất là nhiều lần, phải chịu khổ. Cái mình, tại vì lúc mà nói chuyện với bề trên á, nói chuyện qua nói chuyện lại, mình mới nói là tại sao bao nhiêu người mà tôi từng gặp lâu nay trên núi với đệ tử hồi tiên chẳng ai thích đầu thai làm người. Đó là tại họ không có biết, họ đã là chư thiên, họ muốn trở lại tu một kiếp 50 năm, 100 năm để mà xả cái xác phàm cực khổ này, để mà rút ngắn cái thời gian, giống như đôi hia bảy dặm. Đôi hia bảy dặm trên trời là mình tu phải hàng tỷ năm, mà điều kiện ở trên trời tu không có, điều kiện dưới thế gian này tu quá dễ luôn, mà có 50-70 năm mà gặp ai hỏi ai cũng than không muốn. Lời kiệt nói, lời của mấy vị cho nó nói, cả mấy vị sau này cũng phải đầu thai làm thân người chịu khổ những gì mà Bồ Tát để mà được lẹ, chứ không ai tu trên trời hết. Còn ngược lại thiên ma nó xuống thế gian, nó thôi không cần đọc kinh đọc chú, không biết thượng đế là ai, chỉ có nhiêu tiền buông bỏ hết, làm từ thiện hết, chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tối ngày vậy đó là thành Phật. Tâm bất loạn, tâm điên là thành Phật, cái đầu điên điên á, nhắm mắt lại cũng là A Di Đà Phật, thành Phật. Cái đó là xài, không có chuyện đó. Khi mình ngồi thiền với định tuệ, mình phải giữ giới lực, mình có cái định. Khi mình ngồi mình định thì mới sanh ra trí tuệ, từ trí tuệ nó mới sanh ra thần thông. Thần thông á, là một con người có thần thông, người ta rất là khôn, ta nhìn cái thế gian này là phù du, nhưng mà ta không có bỏ cái thế gian này, người ta không có chấp theo tiền, không có chấp theo giận hờn, không có chấp theo những cái sắc đẹp, thì mới là thành Phật tại thế gian, rồi mới được đi về. Chứ không phải như kiểu mà trong chùa hay là mấy thầy dạy A Di Đà Phật, cứ tối ngày cà gục cà gù, rồi tối ngày cứ xin tiền con để đem vô chùa để cúng dường cho mấy ông thầy là thành Phật. Cái đó là cộng nghiệp, đi dưới cầu á, chung với mấy ổng. Cả mấy ổng còn không biết mấy ổng đi đâu á, làm gì mấy ổng cứu mình được. Lời của Kiệt nói khó nghe nhưng mà cứu được á. Đó là tại sao khi mà Đạo Thiên Tâm ra đời, Đạo Thiên Tâm có tiên chỉ là bi chí dũng, tự mỗi người đốt đuốc đi, tự mỗi người phải cầm cuốn kinh và đọc ở nhà. Đi chùa khi nào Tết hay là hình ông bà mình trong chùa, mình vô mình lại rồi mình đi về thôi, rồi mình bỏ chừng 20 gì đó trong cái thùng phước chương cho ổng thôi. Không có cần phải náo nhiệt, không có cần tu theo nhà bếp, không có cần tu theo phe, không có cần nịnh mấy ông thầy. Cái đó là mình làm thôi, chứ không phải là thầy nào cũng vậy nha. Mình nói không phải chùa nào cũng vậy, mình chỉ nói những cái chùa của bên Việt Nam họ chế ra thôi. Còn những cái gì thầy giỏi, những cái chùa đàng hoàng cũng vẫn có. Cho nên ăn thua mình ở cái thành phố nào mình gặp ai. Về cõi trời tu không có được, tối ngày tiên nữ cứ bay là đà, ổng đi hái cha đào tiên thì cũng đi về ông tiên, ông về ông tiên thì tắm suối tiên, ao sen vàng, rồi nghe chim ca, rồi ở trên trời mấy chim cũng biết ca nữa, rồi không gió rồi không, chẳng cũng có biển nữa, đủ hết cảnh đó làm sao mà tu. Bây giờ giống như cảnh thế gian của mình nè, mấy anh đại gia ở đây tối nào nó cũng lên cái lịch trình là nó đi quán này quán kia, rồi có nhiều thằng nó giàu á, nó có lần chừng tuần 7 ngày phải không, tầng tháng có 30 ngày thì 30 con bồ. Tại vì mấy cái cô mà đẹp đẹp nổi tiếng á, đi làm assembly hay đi vũ neo thì mắc cỡ, tối ngày cứ níu chân của mấy thằng giàu thôi là retainer á, thì mà nếu một đứa níu chân chừng 3-4 ông á là nó đủ sống rồi. Thì mấy ông đó cũng đi vòng vòng vậy đó. Ok rồi 10 con thì tao đóng thế chết, hội chết tụi mày 10.
thì ông lựa từng nào đi với cô nào. Tối ngày mấy ông nghĩ như vậy không? Thì cũng y như trên trời á, tiên nữ cũng vậy. Nhưng mà dưới này á, mà không chịu tu, mấy cô đó cũng là tiên mới đẹp phải không? Bị đọ. Mấy thằng giàu đó cũng là tiên ông, xuống đây nó không có biết tu. Rồi cả cô tiên ông với tiên bà đi xuống luôn, đi cho đã, rồi thành thú. Thú xong rồi đầu thai làm người cực khổ, bệnh tật, nắng mưa giải dầm. Rồi lúc đó bắt đầu mới biết sợ, bắt đầu mới tu tiếp. Thì mất nhiều, mất ít nhất là vài trăm cơn gió thoảng. Cơn gió thoảng là 100 năm. Rồi hôm nay mình họ thiên rồi, trên thế giới mấy chục triệu họ thiên rồi, thấy cái cảnh đời này nó quá chán. Những cái gì mình tưởng tượng nó không nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng mà đều xảy ra hết. Đùng cái COVID-19 từ Vũ Hán, xong người chết thời đó lên tới thiên đình luôn, tốt trên trời luôn, mấy chư thiên xuống ngày hơi cái mùi hôi tụi nó đốt đốt xác lên tới tận trời xanh luôn, động lòng của cha luôn. À thì bao nhiêu? 20 mấy triệu người. Tại vì Trung Cộng nó không có nói thật, nó nói láo, nó nói có mấy trăm nghìn người, nó nói láo. 1 triệu% là láo, lời kiệt là thiệt. Nó chết tới ngày hôm nay gần 30 mấy triệu người, chưa tính là thế giới hơn 7-8 triệu. À, cái đó là chuyện nhỏ phải không? Mới có bao nhiêu COVID-19 là năm 2000. Rồi bây giờ cũng còn lai rai. Thì mình không nói chuyện lai rai đi, mình nói chuyện là độ gần đây nhất là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì bảo đảm nó chết cỡ 50.000 người, tới 100.000 người trở lên. Chỉ một đêm thôi, động đất vậy. Thấy vô thường không? Mình đừng nói làm chi là Nga xâm lấn Ukraine, không có mục đích gì hết, chỉ là muốn show ego của mình thôi, sừng đồ nanh rồi của mình nhọn đồ thôi, chứ không có ý nghĩa gì hết. Gọi là trận chiến phi lý, phi nghĩa. Mà hôm nay cộng lại đi, hai bên nhiêu người? Thế gian này nếu mà con người biết mọi thứ là điều vô thường, mọi thứ đều biết, đều có sự sắp xếp của bề trên. Nếu Putin mà tin như vậy, bảo đảm Putin không bao giờ dám xâm lăng Ukraine để thông bại danh lý, để đưa nước Nga đến quỷ diệt. Nước Nga sắp sửa bị quỷ diệt. Bữa hổm á là cầu hòa, giờ tự ái lên quỷ hợp nào, quỷ hiệp ước gọi là hiệp ước nuclear bom nguyên tử với Mỹ á. Tức là mày cứ bắn tự do, tao bắn tự do, không cần ai kiểm soát ai. Nhưng mà dĩa vô đang trên đầu á, trái nào mà vừa lú đầu lên nó nẻ xuống rồi. Thì nước nào bị diệt, chưa qua nước người ta nữa là nổi cho nước mình rồi.